giờ chúng ta thử tháo ra một túi trà đã đóng gói hút chân không, để chúng ta khi mà tiến hành sử dụng, chúng ta mua về chúng ta sử dụng thì chúng ta tháo ra bỏ vào cái hộp chứa để chúng ta có thể sử dụng hàng ngày. Thì chúng đây là cái gói trà đã đóng gói từ tháng 6 năm 2021 đến nay, nó cũng đã 2 tháng được bảo vệ trong bảo quản trong tủ mát của tủ lạnh. Thì tôi muốn làm video này để tháo ra xem về chất lượng trà, tháo từng túi ra như thế nào. Nó thành bánh nhưng mà cũng không có dấu hiệu móc. Đây. Rõ là chúng ta nó không có dấu hiệu móc. Thì nó cũng có mùi đặc trưng. Khi chúng ta tháo ra thì chúng ta sẽ tách ra từng bông, hoặc là chúng ta cứ ngắt để như thế này, chúng ta ngắt và bỏ vào ly nước uống. Chủ yếu là khi mà đây là bông hoa khô, thì hút chân không thì tất nhiên nó sẽ có hiện tượng dính lại như thế này. Tuy nhiên chúng ta dùng tay gỡ ra nhẹ nhàng thì nó vẫn ra từng bông. Nếu các mọi người thích tính theo đơn vị bông thì chúng ta cũng có thể làm được. Đây. Và một điều chắc chắn là được bảo quản rất kỹ, từ màu sắc cho đến hương vị, thì sau 2 tháng bảo quản thì nó cũng không có thay đổi gì. Rồi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ sản phẩm trà nhà làm đảm bảo an toàn vệ sinh. Xin mọi người hãy ủng hộ chúng tôi để ngay mùa dịch này chúng ta có một cái thức uống hợp vệ sinh và mang lại nhiều sức khỏe cho mọi người. Xin cảm ơn.